Thưa quý vị, gần một tháng sau khi cơn bão số 12 đổ bộ vào Nha Trang, Khánh Hòa, những người dân tại địa phương này vẫn chưa hết nỗi lo. Ở trung tâm thành phố thì hai cầu tháp dài cả 100 mét bị gãy tại công trình xây dựng đến nay vẫn chưa được xử lý. Tình trạng trên tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, du khách và các công trình xung quanh. Cần cầu thi công trên nóc một công trường đang xây dựng ngay giữa trung tâm thành phố Nha Trang. Nằm ở độ cao gần 100 mét, bên dưới công trường là khu chợ đêm Nha Trang, nhà khách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và khu dân cư phường Lộc Thọ. Cần cầu gãy, treo lủng lẳng phía trên đầu người dân. Cả tháng nay, những người dân ở phường Lộc Thọ sống chung với nỗi lo cần cầu cả 100 tấn rơi xuống đất. Hôm bão thì tôi trực ban ngày, còn các đồng chí khác là trực ban đêm. Nếu mà lại ngã xuống thì các đồng chí cũng không để ý, tới tầng cao quá không để ý đâu. Rồi sáng mai mới thức dậy nhìn thấy nó mới gãy. Nói chung thì không dỡ thì nó cũng vẫn lo ngại là sợ nó đổ xuống lúc nào thì là sẽ ảnh hưởng tới tài sản của các dân hàng của chợ đêm đây, chứ là các khách đi mua sắm, du lịch để mua sắm. Theo Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ, trước và sau bão, địa phương liên tục yêu cầu chủ công trình dỡ cầu, đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, tại tòa nhà Panorama, cần cầu không những không được tháo dỡ xuống, mà việc tiếp cận công trường cũng rất khó khăn. Khi cơn bão số 12 đổ bộ, cầu bị gãy đổ, nhiều mảng bê tông của công trình bị đập vỡ, rơi xuống bên dưới khu nhà khách Ủy ban Nhân dân tỉnh, gây thiệt hại về tài sản. Bất an, tôi cảm thấy thì mình muốn giải quyết gì thì chúng tôi phải đặt cái điều về chúng tôi như những cái người gần đó. Thì phải thấy bất an của người dân nhá, thì chúng tôi phải có cái trách nhiệm, nhưng cái trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền. Giờ vượt quá thì nhiều lúc mình cũng rất là chặt chẽ, bây giờ vẫn có kêu ai. Chủ đầu tư Panorama là công ty Vịnh Nha Trang. Khi triển khai công trình, Vịnh Nha Trang thuê nhà thầu là công ty Cotecom thi công. Tuy nhiên, do mâu thuẫn giữa hai bên, Vịnh Nha Trang đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng với nhà thầu. Trong hợp đồng này, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu dỡ cần cầu vốn đã hết hạn kiểm định từ ngày 26 tháng 10, trước khi bão số 12 đổ bộ vào Khánh Hòa. Tuy nhiên, Cotecom không những không chịu di rời, dỡ cầu, mà nhà thầu này còn liên tục có công văn tố cáo chủ đầu tư vi phạm pháp luật, tự ý thay đổi kết cấu công trình. Chúng tôi bị Ủy ban tỉnh và Xây dựng khiển trách và yêu cầu giao cho chủ đầu tư có trách nhiệm phải tháo dỡ cầu trong vòng 7 ngày. Và trách nhiệm đều thuộc về chúng tôi thôi. Mặc dù cầu hết hạn kiểm định là của Cotecom, nhưng bây giờ chúng tôi có nghĩa vụ phải di rời. Và chúng tôi sẽ thực hiện vào đây. Chúng tôi đã thuê một cái cầu rất đặc biệt ở Hà Nội vào, nặng 5 tấn. Các bạn tưởng tượng là phải huy động đến 32 cái xe đầu kéo để chuyển được cái cầu này vào đây. Và chúng tôi sẽ bắt đầu lắp đặt vào cuối tuần này để thực hiện cái việc di rời hai cái cầu gãy. Đầu tháng 11, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra thực tế tại dự án Panorama. Công văn kết luận ngày 14 tháng 11 cho biết, tại thời điểm kiểm tra, công trình mới thi công xong trụ tầng 26 theo đúng nội dung giấy phép đã được cấp. Hiện nay, phía chủ đầu tư và Cotecom liên tục có văn bản gửi Sở Xây dựng nhờ can thiệp vấn đề mâu thuẫn giữa hai bên. Lúc yêu nhau thì sao cũng được đúng không? Lúc mà giận nhau rồi thì thấy văn ta lông ra thật mệt. Ở đây đủ thứ văn bản, cứ văn bản của ông này nói cái này, ông này nói cái này, giờ mà muốn chịu. Những tranh cãi xung quanh dự án này vẫn chưa chấm dứt. Hai bên doanh nghiệp tiếp tục tố cáo lẫn nhau. Trong khi đó, cần cầu trên công trường như ngàn cân treo sợi tóc, lơ lửng cả tháng nay. Tính mạng của người dân thì bị đe dọa hàng ngày, hàng giờ.
Theo nguồn tin của VTC14, sau khi có văn bản tố chủ đầu tư Contechcons đã có văn bản đính chính gửi các cơ quan nói trên với nội dung rút lại các thông tin đã phát đi. Nhà thầu này lý giải việc bất đồng là do việc trao đổi thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin qua lại thiếu chính xác dẫn đến sự hiểu nhầm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư là công ty Vịnh Nha Trang chịu trách nhiệm dỡ cầu đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.